gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay ba con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Là ba hả? Ờ, cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À, ba à. Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời. Ba đã mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu giết mẹ. Các con hãy đi học đi, mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Được rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá à. Vậy được rồi. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây à. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu vì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Hả? Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không?
À, tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. À, để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. À, ba hả? Chadu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? À, từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Hả? Có gì đâu. Trời, mặn quá. Ờ, món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. À đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Mà trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hodon, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hodon ạ. Nahia ơi, sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, Hodon à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên ba đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao?
Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Bà sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà, cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Ngoan hơn. Nhanh tuyệt quá. Dạ. Lạnh quá đi. Ủa? Hả? Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Máy nước nóng chắc là bị hư rồi mẹ ơi. Không có nước nóng, chỉ toàn là nước lạnh thôi à. Không có ấm một chút nào luôn sao? Dạ mẹ, đúng như vậy, nước lạnh giống như là đá. Thiệt sự là máy nước nóng không có hư đâu, mà là do mẹ đã tắt nó đi đó. Bởi vì nếu nhà chúng ta xài máy nước nóng hoài thì sẽ tốn tiền lắm con à. Mình không thể nào tin được mà. Hiện giờ đang là mùa đông, trời rất là lạnh, sao mẹ lại tắt máy nước nóng đi chứ? Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Giáng sinh sắp tới rồi mà mẹ thì thật là keo kiệt, thậm chí những kẻ bụng xỉn còn xài sang hơn mẹ nữa kìa. Chị nói có đúng không Mimi à? Chị hả? Hả? Em đang viết cái gì vậy? Hả? Một lá thư tình hả? Đâu có, trả lại cho em. Một búp bê Barbie, một áo đầm kiểu công chúa, một đôi giày mới. Chị thiệt tình á. Nhì, em đừng có nằm mơ. Em đang sống trong một ngôi nhà mà đang giữa mùa đông nhưng mẹ lại tắt máy nước nóng, có biết hay chưa? Kệ em đi, em cứ mơ ước những gì mình muốn. Chị đừng xen vào chuyện của em nữa. Nếu vậy thì hãy nghe đây. Nếu như em nhận được búp bê Barbie thì chị sẽ phải nhận được ngôi nhà cho búp bê ở. Nếu em nhận được áo đầm cùng với đôi giày mới thì chị sẽ nhận được một cái túi xách cao cấp nhất. Em có hiểu chưa hả? Tại sao? Tại sao gì chứ? Bởi vì chị lớn hơn em. Như vậy không công bằng. Không công bằng, ai quan tâm điều đó chứ? Dừng lại đi. Mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, tại sao hai đứa con cứ đánh nhau suốt ngày vậy? Trời ơi, ghê quá đi. Trời đất ơi, Mimi chơi chiều đó hay lắm con. Mẹ ơi mẹ. Mấy tấm hình này ở đâu vậy? Mẹ lựa ra từ mấy cuốn album gia đình mình đó. Wow, nhiều quá trời luôn. Đây là hình đám cưới của ba mẹ nè đúng không? Hả? Gì chứ, đưa cho chị xem coi. Không thể nào tin được. Người phụ nữ ở trong hình chính là mẹ lúc còn trẻ sao? Không thể nào, hai người nhìn khác nhau hoàn toàn luôn. Con xem lại cho kỹ đi. Mẹ thấy mẹ bây giờ vẫn như xưa mà. Không phải vậy đâu, giờ nhìn mẹ khác xưa lắm. Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ đúng vào đêm Giáng sinh. Hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, đúng là như vậy. Giống như là đang mơ vậy đó. Chúng ta làm lễ kết hôn đúng ngay vào đêm Giáng sinh. Đúng như vậy. Và em cũng chính là cô dâu xinh đẹp nhất trong đêm Giáng sinh. Thiệt lãng mạn quá đi. Mà khoan đã, nhưng trước giờ tại sao ba mẹ chưa từng làm gì vào ngày kỷ niệm ngày cưới hết vậy? Đúng rồi, lẽ ra ba mẹ phải ra ngoài ăn tối và tặng quà cho nhau mới đúng chứ. Mấy cái chuyện đó cũng đâu có quan trọng. Chuyện quan trọng là lúc đó mẹ thật sự rất xinh đẹp.
mùa xuân đang sắp đến với chúng ta rồi. Hình như hôm nay ba lại đi uống rượu nữa rồi. Đúng như vậy đó. Và có lẽ uống nhiều lắm. Ôi trời ơi, xem ai đây nè. Những cô gái thật xinh đẹp của ba. Anh em mấy đứa có chuyện gì vậy? Ba cứ đi theo bọn con. Con gái à, nhẹ nhàng với ba một chút đi. À, trời ơi, làm ba chói mắt quá. Nè ba, chuẩn bị trả lời những câu hỏi của tụi con đây. Hôm nay là ngày gì ba nhớ không? Ba có còn nhớ đó là ngày gì không? Dĩ nhiên là ba nhớ rồi. Ba, các cô làm như vậy là vì muốn quà Giáng sinh có đúng không? Biết ngay mà. Thôi được rồi, vậy năm nay các con muốn quà gì nè? Ba hứa là ba sẽ mua quà cho các con. Hứa có thật không ba? Hay nè Mimi à, em cũng nghe rồi chứ. Chị ơi làm ơn đi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại vấn đề quà tặng sao. Ngày 24 tháng 12, ba thật sự không nhớ gì hết hả? Con tin chắc là cái này sẽ nhắc lại cho ba nhớ nè. À, các con muốn nói kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ hả? Tụi con lớn rồi, không cần quà Giáng sinh gì hết, ba hiểu không? Khoan đã, chờ một chút đi. Không cần phải nói tới như vậy đâu. Mắt của chị. Cho nên ba đừng có bận tâm về quà của tụi con. Thật ra tụi con chỉ muốn ba mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ thôi. Thôi được, ba đã hiểu rồi. Dù sao thì ba cũng sắp nhận được tiền thưởng cuối năm rồi. Vì vậy cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoài để cùng ăn một bữa tối nha. Với lại hôm đó cũng rơi vào đêm Giáng sinh. Yeah, ba thật là tuyệt vời. Đầu tiên sẽ là chuẩn bị mua hoa và bánh kem. Ôi trời ơi, tụi con rất yêu ba mẹ. Nè bà xã, các con của chúng ta thật ngoan ngoãn và tuyệt vời. Các con chính là báu vật quý nhất ở trên đời này của chúng ta. Cả nhà đều vui nhau. Mới nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Chị ơi, em nghĩ em sắp khóc luôn rồi. Ê, mà khoan đã. Dù sao thì Mimi à. Sao chị? Chúng ta cũng cần phải có tiền để mua hoa và bánh kem nữa. Mà em có tiền không? Gì hả? Em làm gì có? Nếu biết trước thì chị đã không dùng nhiều tiền để mua đồ ăn vặt rồi. Ha, có cách rồi. Không, không được. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời của chị đi. Đúng đó Baby, em thử suy nghĩ kỹ đi. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho ba mẹ cảm thấy hạnh phúc. Không chịu, không chịu, em không chịu đâu mà. Em không đưa tiền cho mấy chị đâu. Chị thật là thất vọng về em đó. Chị nghĩ là ba người chúng ta có thể làm ra cái gì đó thật ý nghĩa cho ba mẹ. Vậy thì thôi bỏ đi. Tụi chị xin lỗi, có lẽ tụi chị đặt quá nhiều áp lực cho em. Nếu mà không được thì thôi, coi như là không có chuyện này đi. Thiệt là thơm quá. Baby à, chúng ta lấy bó này nha. À, bó hoa cũng đẹp lắm à nha. Cho con trả tiền. Wow, Baby à, hãy nhìn cái bánh kem này đi. Bánh kem này dễ thương quá. Chúng ta lấy cái này được không? Chị ơi, em thấy hình như Baby không được vui. Không sao đâu mà, chị biết Baby vẫn còn nhiều tiền lắm. Ồ, thiệt là đẹp, đẹp quá đi. Mẹ ơi, nhìn mẹ xinh đẹp lắm luôn. Ôi trời đất ơi, mẹ cảm ơn các con rất nhiều. Nhưng mà cái này có mắc quá không vậy? Mẹ không cần phải lo về chuyện tiền bạc đâu. Dịch vụ làm đầu tóc cho cả ba người. Ba nói hôm nay sẽ về sớm mà. Vậy thôi không đợi nữa, mẹ nghĩ là chúng ta hãy nên dùng bữa tối ở nhà đi. Như vậy không được đâu. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã quá giờ ăn tối rồi. Nhưng mà mẹ ơi, chúng ta đã tốn rất là nhiều tiền rồi. Chị nói cái gì? Chúng ta sao? Tức quá. Mẹ ơi, tiền cho mọi thứ chính là tiền của mình. Đúng như vậy đó, tụi con đã mua hoa và bánh kem bởi vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt và chúng ta phải tới một nhà hàng thiệt là đẹp. Nếu vậy thì thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến trạm xe buýt và đợi ba nha.
Ôi trời ơi, tuyết đã rơi rồi. Đêm Giáng sinh sẽ đầy tuyết trắng. Giờ nhìn thấy tuyết mẹ mới nhớ, vào cái đêm kết hôn của ba mẹ, tuyết cũng rơi xuống giống như vậy đây nè. Mẹ ơi, ba ngồi ở đằng kia. Mình à. Ba ơi. Ba không nhận được tiền thưởng hay sao? Đúng vậy, ba xin lỗi các con. Nếu vậy, bữa tối hôm nay thì sao hả ba? Ôi trời ơi, anh thiệt là khờ quá mà. Đó là lý do tại sao anh không dám về nhà đó hả? Ba từ nhỏ à, dù không có khả năng chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau mà. Nhưng mà còn các con thì sao? Ba ơi, tụi con sẽ không sao đâu. Chờ một dịp nào đó, cả nhà chúng ta sẽ đi tới một nhà hàng thiệt đẹp cũng được. Được rồi, đến nhà hàng thôi. Con vẫn còn chút tiền ở đây nè. Barbie à, như vậy chắc sáng sẽ không sao chứ? Dạ, con nghĩ không sao. Trời đổ tuyết nhiều rồi, ba chị sẽ làm người tuyết cho em nha. Hả? Dạ, chị ơi, má làm cho em một con người tuyết thật là lớn nha. Ba ơi, mẹ ơi, hai chị ơi. Giờ mình làm gì đây? Các bạn chờ mình một chút, các bạn muốn đến nhà mình chơi không? Sao vậy hả? Bộ nhà bạn có gì vui lắm hả? À, hôm qua mình mới được ba mua cho một trò chơi mới đó. Trên đua đã hứa chỉ một tiếng thôi đó nha. Được rồi, mình nhớ mà. Đưa đưa nè, hả? Bạn có chắc chắn là bánh kép sẽ làm xong trong vòng một tiếng không? Ồ, tất nhiên rồi. Khi tới nhà, mình sẽ nói mẹ mình làm liền. Nè, không cần phải làm vậy đâu. Theo như mình thấy á, bây giờ bạn hãy gọi điện về nhà, không phải sẽ nhanh hơn hay sao? Người ba mà chúng mình muốn. Ba ơi. Hả? Người đàn ông lịch lãm đó chính là ba của Đôn Đôn sao? Không thể nào. Ba ơi. Đương nhiên là không phải rồi. Đôn Đôn của chúng ta đã về rồi sao? Dạ, ba cũng về nhà rồi hả ba? À, ba để quên đồ ở nhà nên phải quay về lấy. Nhìn bạn ấy rất là tận tâm. Phải công nhận là Đôn Đôn và ba bạn ấy nhìn thật là tuyệt, vì họ rất giống nhau. Hai con là bạn của Đôn Đôn đó hả? Dạ, con chào ba. Được rồi, các con ở nhà chơi vui nha. Nè, đi mua bánh kẹo mời bạn của con ăn đi. Con cảm ơn ba. Tuyệt quá. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, thưa ông. Đơn đơn à, ba của bạn đúng là tuyệt thiệt đó nha. Đúng vậy đó. Hồi nãy ba của bạn đã rút tiền ra và nói, nè, mua bánh ăn đi. Ba của bạn là tuyệt vời nhất đó. Có gì đâu. Thôi chúng ta vào nhà đi. Chờ chút đã. Dừng lại. Chịu thua chưa? Đầu hàng đi. Còn lâu á. Tránh ra. Các con đợi lâu lắm rồi có phải không? À. Đây, bánh kếp có rồi nè. Các con ăn nhanh lên, không thôi nguội đó.
Con cảm ơn mẹ. Chúng ta về thôi Minji à. Hả? Sao sớm quá nhở? Nhưng Jadu vẫn chưa chơi game mà. Nhưng mà mình không có hứng thú chơi game ngày hôm nay nữa. Bạn làm sao vậy Jadu? Dù sao bạn cũng ăn bánh kép đi đã chứ. Hết sạch rồi sao? Minji à, bạn có thể ở lại rồi về sao? Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Jadu ước gì ba của mình cũng có được công ty và xe hơi riêng. Như vậy thì ba sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Jadu à. Hả, là Danji hả? Bạn làm gì ở đây vậy? Mình ở đây để giúp ba của mình. Giúp ba của bạn hả? Như vậy đây là xe bán. Đây là xe bán khoai lang nướng. Danji thiệt là may mắn. Bạn ấy có thể thưởng thức món khoai lang nướng mỗi ngày luôn. Thì ra cô bé gái xinh đẹp này là bạn gái của con đó sao? Dạ con chào chú. Được rồi, chú chào cháu. Chào chúc cô bé gái xinh đẹp. Chú sẽ lấy cho con mấy củ khoai lang nướng thật ngon nha. Tuyệt vời. Dạ không phải đâu. Bạn ấy không phải là bạn gái con. Chỉ là bạn chung lớp thôi à. Hả? Không phải bạn gái của con sao? Nếu mà như vậy thì hình như là cho hơi nhiều rồi đó. Không được. Danji à, hai đứa tụi mình thực sự chỉ là bạn học thôi sao? Nhưng mà ba ơi, ba không nên cho bạn ấy nhiều như vậy được. Thôi được rồi, con không nên keo kiệt với bạn bè như vậy con à, nhất là với bạn gái của con. Ba ơi, con đã nói là không phải rồi. Đừng có chối nữa. Ba của Danji đúng là hào phóng thiệt. Đây là của bà. Trời đất ơi, sao nhiều khoai lang vậy hả? Ba của bạn con bán khoai lang nướng và chú ấy đã cho con đó ba. Ôi trời ơi, thật là may mắn quá. Đúng lúc bà đang đói bụng nhìn ngon thiệt. Đau quá. Cho con ăn khoai vậy. Cho con ăn nữa. Ba, ba không được ăn như vậy đâu. Trật tự đi. Người lớn nhất thì đương nhiên là phải được ăn nhiều nhất. Ba phải ăn hết củ ở trên tay đã. Trên đâu mà? Minji hả? Tại sao bạn lại bỏ về trước như vậy chứ? Con xin chào chú. Chào con Minji hả? Lừa được con rồi. Trời ơi, con cái gì là ghê quá. Ba đừng cho quý đi. Jadu à, công nhận là ba của bạn hài hước thiệt á. Mình thấy mắc cỡ muốn chết luôn á. Hài hước chỗ nào không biết nữa. Jadu à. Ba ơi, con tưởng ba còn đang ở phòng học chứ. Ba định uống cà phê. Vậy các con có muốn uống cacao hay không? Dạ. Anh nè, Minji à, là phòng học gì vậy? Phòng học á hả? Là nơi để ba mình đọc sách và nghiên cứu á. Hả? Ba của Minji còn đọc sách và nghiên cứu nữa. Sao vậy chứ? Còn ngày nghỉ của ba mình thì... Tiếp theo chương trình là vở kịch cổ điển. Vở kịch cho các nghệ sĩ kịch cổ tiết biểu diễn. Vở kịch có tên là... Ơi ơi, thay vì lãng phí thời gian nằm ngủ như vậy, sao ông không chịu dạy đọc sách hay học thêm có phải tốt hơn hay không? Những việc đó khó lắm mà ai mà làm được. Viết một lá thư bí mật với táo và nước ép cam sao? Jadu à, đây là bài tập khoa học của ngày hôm nay đó. Nghe thật là thú vị. Chuyện đó khó lắm, ai mà làm được chứ. Hả? Cái gì? Mình vừa mới hành động y hệt như ba của mình luôn. Nó không được, không được, nó tuyệt đối không được. Nè, còn chờ gì nữa hả? Minji à, làm thôi. Được, mình biết rồi. Đây, mình đã chuẩn bị giấy và cọ vẽ rồi nè. Jadu à, bây giờ
giờ mình sẽ lo phần cắt quả táo ra, còn bạn thì sẽ chết luôn à. Bạn đừng lo lắng quá, mình chỉ ăn có một trái thôi. À, hình như là các con đang có một thí nghiệm rất thú vị phải không? Ba ơi, những thứ này là để viết lá thư bí mật đó ba. Nghe thật hấp dẫn. Còn ba của mình thì... Ba ơi, con có bài tập cần nhờ ba làm cùng với con nè. Ê nè, chả đu à, hãy chui vào đây với ba, mau lên đi con. Dạ. Chuẩn bị. Gì vậy ba? Ba đã lừa con. Ba Minh Chi khác hoàn toàn so với ba của mình. Để coi Minh Chi của ba sẽ viết gì vào lá thư bí mật này. Ôi ba ơi, ba là con mắc cỡ quá. Chuyện gì vậy chứ? Để xem thử coi. Ô. Ôi trời ơi, con đã nói ba đừng đọc ba. Không chịu đâu, bắt đền ba đâu. Minh Chi à, ba cũng yêu con nhiều lắm. Ôi trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy chú? Trời đã tối rồi, con còn đi đâu vậy? Ở ngoài cũng lạnh nữa, đừng có đi. Nhưng mà mẹ ơi, con đã hứa với các bạn rồi mà, con phải đi. Thôi được rồi, con đi đi, nhớ đừng về trễ quá là được rồi. Ông giỡn mặt với tôi hả? Dạ, con sẽ về sớm. Shadow à? Dạ. Ba cũng muốn đi chơi chung với con, có được không vậy? Dạ, tuyệt đối là không được. Các bạn ơi, hả? Mình tới rồi nè. Ê, bây giờ mới tới hả? Sao bạn tới trễ vậy? Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi có đúng không? Vậy thì tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Nè mấy đứa nhóc kia. Là ba hả? Ba ơi, sao ba tới đây để làm gì vậy? Ba lo lắng vì con đi chơi trễ nên đã đi theo. Các con đang định làm gì vậy? À, tuyệt quá. Hả? Các con nghĩ mình đang làm gì đây? Ba ơi, thật sự ra là hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, cho nên các con ở đây chơi trò chơi truyền thống phải không? Bị phát hiện rồi. Tụi con hứa là sẽ chơi thiệt là cẩn thận, có được không hả ba? Tụi con hứa là sẽ chơi rất cẩn thận, rất cẩn thận luôn. Nghe tuyệt quá à, cho ba chơi với. Để làm thử coi có đúng vậy không hả? Ôi, nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Với lại trò này khá là nguy hiểm, mấy đứa tốt nhất là nên có người lớn chơi cùng. Dạ. Shadow, công nhận ba bạn tuyệt vời thiệt đó nha. Hả? Đúng đó, mình ganh tị với bạn lắm Shadow à. Ba mình lúc nào cũng nói có nhiều việc bận rộn. Ba mình thì luôn nói phải đọc sách và nghiên cứu. Ba mình luôn than là mệt mỏi và chẳng bao giờ cùng chơi với mình hết. Thật vậy hả? Tụi mình ước gì có ba giống như bạn á. Nè mấy đứa, ở đó làm gì nữa? Qua đây đi, chú đang chơi vui lắm đây nè. Con cũng muốn thử. Đúng là như vậy thiệt. Nè ba. Con gái à. Ngày hôm đó bạn Dương sắc bất tình lình nắm tay của cha đu rồi kéo sang lớp 3-4. Các bạn cũng thấy mà. Cảnh đó thật là lãng mạn. Đúng như vậy. Thái độ của Dương sắc rất là giận dữ, vì vậy bạn ấy đã kéo cánh cửa ra rất là mạnh. Lisa Trong bước ra. Lisa Trong chính là mình đây. Và thật không ngờ bạn Lisa Trong cũng là một người rất là đẹp trai. Nhưng
cũng vậy, trong lòng đã thích Cha Đu từ lâu, cho nên Dương Sích đã không lùi bước. Cho dù mọi người có nói gì thì Cha Đu cũng là bạn gái của mình. Khôn hồn thì quên đi, Cha Đu là bạn gái của mình. Bạn đừng có nằm mơ. Bạn có như vậy cũng có nghĩa là bạn muốn gây chiến. Mau dừng lại đi. Mình xin hai bạn hãy mau dừng lại đi. Nếu như hai bạn đánh nhau chỉ vì mình thì chờ đã Cha Đu. Phải làm sao đây? Bạn vẫn chưa kể xong hả? Mối tình tay ba lãng mạn. Chút nữa mình kể tiếp nha. Bạn không sao chứ? Nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn. Minji à, bạn thân của mình Minji à, mình đang cố gắng để quên đi chuyện ngày hôm đó đó, nhưng không hiểu tại sao thiệt là khó, tới nỗi mình không thể nào ngủ được luôn. Sao bạn lại cứ nhắc tới hoài vậy chú? Nhưng dù sao câu chuyện đó thật sự rất là lãng mạn mà. Lãng mạn hả? Đó là do bạn nghĩ nó lãng mạn thôi. Bạn cũng có mặt ở đó, sao lại có thể nói như vậy được chứ? Mình mất mặt lắm, bạn có biết hay không hả? Bạn tưởng mình làm như vậy là vì mình á hả? Tất cả thì mình làm là vì bạn đó, biết chưa? Là vì mình sao? Đúng vậy. Tất cả học sinh ở trong trường này, từ khối lớp 1 tới khối lớp 6, ai ai cũng đều biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hả? Cái gì chứ? Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi. Ha, Minji à, mình chuyển trường đây nha. Bạn ở lại ha. Dù bạn có chuyển trường đi đâu thì tin đồn đó cũng sẽ đi theo bạn thôi à, biết chưa? Chính vì vậy mình mới nghĩ cách biến câu chuyện hài lãng mạn rẻ tiền ngày hôm đó thành một câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp nhưng cực kỳ lãng mạn luôn. Và nói một cách khác, trước khi quá trễ, mình đang che giấu chuyện của bạn bằng phiên bản chuyện của mình. Xin bạn hãy tha thứ cho mình, thật sự mình đã quá nông cạn rồi. Đứng lên đi bạn thân của mình, tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi. Mình cần phải làm gì đây? Bạn mau nói đi Minji à. Cha Đu à, bạn cứ là chính mình thôi, cũng giống như là bây giờ nè. Minji à, bạn đúng là... Việc còn lại để mình giải quyết. Ngon quá, cho mình cắn miếng. Nè, cái gì kìa? Và Dương Sắc với hơi thở hỗn hển đã xuất hiện. Rồi sau đó tiến tới Cha Đu nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi theo mình. Dương Sắc à, hãy đi chậm lại thôi. Họ đuổi theo bọn họ. Tụi bò đứng lại hay không? Không, đây là... Ta đã bắt được các ngươi rồi. Dương Sắc à. Minji à. Dương Sắc à. À trời. Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có mặt ở đó chứ? Bạn hở rốn kìa. Minji à, bạn về nhà một mình nha. Vì hôm nay mình cần phải đi mua một vài thứ lặt vặt cho mẹ của mình.
Mình có thể đi cùng với bạn hả? Minh Chi à, không cần đâu. Bạn là tiểu thuyết gia, vì vậy cần phải tập trung để viết ra một câu chuyện thật là hay. Phải, Trà Đưa à, hãy tin ở mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Công nhận là đi học về có một mình buồn thiệt đó. Đúng rồi, mình cần phải tập trung gì Trà Đưa. Hãy tập trung đi nào. Vậy là lúc đó Trà Đưa và Dương Sức ở vách núi. Minh Chi, chờ ở đây. Sao mình cứ có mặt ở trong truyện hoài vậy? Hãy cẩn thận. Bạn không sao chứ? Vô sức hả? Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Có chỗ nào bị đau không? Trời. Không ngờ Dương Sắc đã có mặt để cứu mình. Ôi trời đất ơi, mình bị sao vậy? Nè, mình ăn phần mì có bánh gạo cay được không? Được thôi. Đã quá à, hôm nay mình thiệt là may mắn. Nhưng mà sao bạn không ăn? Hả? Được rồi, mình sẽ ăn liền mà. Thôi đi, bạn không nên làm như vậy đâu mà. Hả? Sao bạn lại ích kỷ với một cô gái tội nghiệp như mình vậy? Là của... Bạn phải nên biết cách cư xử một chút đi. Thiệt tình, sao lần nào đi ăn bạn cũng không đem theo tiền hết vậy? Đó là bởi vì mình không có tiền. Nhưng mà bạn của mình lúc nào ở trong túi cũng có nhiều tiền hết. Nhưng đâu có dư trả cho bạn. Sao đâu à? Cao, các bạn cũng tới đây ăn hả? Minchi đi ăn chung với Jun Sắc kìa. Minchi sao? Đúng rồi, hai bạn đang làm gì ở đây vậy? Thì ăn chứ còn làm gì. Tại vì hôm nay tự nhiên bạn Minchi mời mình đi ăn á. Ủa? Cái gì sao Minchi lại mời bạn đi ăn? Có lẽ tại bạn ấy thích mình thôi. Nè Jun Sắc à, tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Cha đưa à, tại cái chuyện này là gì? Thì ra bạn Minchi thích bạn. Bạn không cần phải nói gì hết. Bây giờ mình thật sự không hề muốn nói chuyện với bạn một chút nào. Phải làm gì đây? Chắc là bạn ấy đang giận lắm. Hôm qua trong quán, tụi mình cũng có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra. Cho nên tụi mình mới dám mạnh dạn kết luận là Minchi đã dùng tiền để cướp Jun Sắc khỏi tay Cha Đu. Thật vậy sao? Không thể tin được. Theo như những gì mà họ đã ăn hôm qua, có vẻ hai người họ thật sự quen nhau đó, đúng không? Đúng vậy, họ đã gọi món bánh gạo cay với một phần mì. Vậy là rõ ràng rồi. Bánh gạo và mì? Sao Minchi có thể làm như vậy? Ăn nó cho cẩn thận. Thật sự chuyện không phải như vậy đâu mà. Là chị hôm qua vừa sức đã. Cha Đu à. Vậy, bạn nói Cha Đu ghen với bạn sao? Đúng vậy, bạn nên tới gặp và giải thích cho Cha Đu hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới được. Nghĩa là Cha Đu cũng thích mình phải không? Theo mình thì hình như là vậy. Thiệt hả? Hiện giờ bạn ấy ở đâu vậy? Hả? Nè, cho Cha Đu. Không cần phải ghen đâu. Thiệt ra mình và Minchi không có gì với nhau hết. Người bạn gái mình thích là bạn. Trời ơi. Nè Jun Sắc à, bạn có sao không vậy? Bạn đùa với mình có đúng không? Mình không hề ghen tị với Minchi một chút nào hết. Mà là mình giận vì Minchi đã mời bạn đi ăn bánh gạo mà lại không thèm mời mình thôi. Bánh gạo sao? Đúng vậy đó. Hai bạn đi ăn mà không chịu rủ mình gì hết. Bạn biết rõ là mình thích ăn bánh gạo cay đến như thế nào mà. Trong khi hôm đó mình phải chịu mất mặt để cố năn nỉ Đôn Đôn mua bánh gạo cay cho mình. Thêm mấy món chiên và món dồi nữa. Ha ha ha.
Mình xin lỗi Trần Đương, tất cả là lỗi của mình vì mình đã không chỉ hiểu bạn. Chút nữa tan học tụi mình đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ mua cho bạn những gì mà bạn thích. Có thiệt không? Mình sẽ được ăn món dầu và mì có đúng không? Dĩ nhiên rồi, món gì cũng được hết. Kim Chi à, Trần Đương à, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau mãi mãi. Chúng ta ăn khoai lang và trứng luộc nữa nha. Dĩ nhiên rồi. Ra đâu đỡ nè. Không nhờ có mình thì đội của mình sẽ không thể nào thắng được. Bớt khoe khoang đi. Đá banh là mình đói bụng quá à. Minchi, mình kiếm cái gì ăn đi ha. Được thôi Đơn Đơn à, mau đi thôi. Mình nên ăn cái gì đây? Ăn gì cũng được. Chờ một chút. Mình rất xin lỗi nhưng mà các bạn có thể khao mình ăn bữa nay có được hay không hả? Xin lỗi gì chứ, bạn bè chơi thân với nhau để làm cái gì hả? Đơn Đơn nè, nếu như vậy, nếu vậy thích ăn gì thì tự trả tiền ấy. Vậy cho công bằng. Tại sao lại vậy chứ? Cha Đô à, xin lỗi nha, mình chỉ đem đủ tiền cho mình thôi à. Làm từ thiện giúp người nghèo. Chán thiệt chứ. Cái này có phải là Sacha? Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Mimi và Babi đã cùng mẹ đi siêu thị mua đồ rồi. Đây là cơ hội của mình. Nó ở đây. Mình tin đây chắc chắn chính là ý tưởng của Babi rồi. Nhưng mà cái này chỉ là trò đùa đối với chị thôi em à. Chị ơi. Sao con lục tung đồ đạc rồi bày bữa trong nhà tùi lưa vậy hả con? Hãy dọn dẹp sạch sẽ ngay cho mẹ, mau. Con biết rồi mẹ à, con đang dọn dẹp đây. Nếu như mình cố gắng nhìn cho thật kỹ thì ít nhất cũng có thể kiếm được một đồng tiền bị rơi chứ. Thứ tự từ người một thôi. Cái gì vậy? Sao tự nhiên có nhiều người xếp hàng quá vậy chứ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếc tuyệt lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Mình thiệt là giỏi quá. Vậy là mình có thể có một phần rồi. Nè bạn, bạn là ai vậy? Trước giờ mình chưa từng gặp bạn. Bạn muốn lấy đồ ăn miễn phí hả? Cái này là phát cho người nghèo mà. Đúng vậy đó. Từ hôm qua tới giờ mình đã không được ăn gì hết. Vì vậy hiện giờ mình rất đói bụng và mệt. Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Bạn đúng là cô gái nghèo khổ nhất từ trước tới giờ mình từng gặp. Người kế tiếp. Dạ, con tới liền. Con xin cảm ơn. Ôi trời ơi,
là chơi cho đu sao? Đừng nói là bạn đến đây để nhận đồ ăn miễn phí vì không có tiền nha. Vì sao Ân Hui lại ở đây vậy chứ? Bạn làm cái gì ở đây vậy hả? À, mình với mẹ mình làm từ thiện ở đây. Bạn hãy tới đây đi, mình sẽ phát cho bạn. Mình là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, có trái tim nhân hậu và hoàn hảo mọi mặt. Mình sẽ đối xử tốt với bạn, cô gái xấu xí à. Hả? Cô gái xấu xí? Rất tầm thường. Rất tầm thường? Đang nghèo khổ nữa, điều đó bình thường, bạn không nghĩ như vậy sao? Mình rất tức giận, nhưng dù sao khi nghĩ tới bánh ngọt và bánh quy thì ôi trời, có cái gì dính trên bánh à, đó là phần ngon nhất của bánh, đừng có bỏ phần ngon nhất đó đi mà, dừng lại đi. Đây nè, mà đúng rồi, mình quên mất còn một cái bánh quy nữa, chờ mình một chút. Cái là dụng sô-cô-la bị lấy mất hết rồi. Như vậy còn gì để ăn nữa chứ. Bạn nghĩ mình là ai vậy chứ? Tại cô đang làm cái trò gì vậy hả? Theo ta vào đây. Xa lỗi cho cô. Đây là những người già, hai con cần phải chăm sóc hôm nay. Hai con nhớ phải cố gắng nhiệt tình giúp đỡ họ làm việc lặt vặt. Nếu có bất cứ ai phàn nàn điều gì về hai con thì hai con sẽ không được về nhà ngay hôm nay. Dạ. Hình như mấy cụ già này rất thích ngồi nói chuyện với nhau. Chắc là họ sẽ ngồi đây nói chuyện suốt ngày đó. Bà ơi bà mệt không? Con đắm lên cho bà nha. Bà ơi bà, con làm vậy bà có thấy dễ chịu hơn không? Cái này đẹp quá, cho ta đi. Bà ơi bà đừng kéo tóc của con. Quá đẹp quá, cho ta đi. Bà ơi đuổi theo ta đi. Bà ơi mà, bà cho mời để con đưa bà vô phòng nha. Mà bà ơi, hồi trưa bà ăn món gì vậy? Dễ chịu quá. Bà ấy đã quên xả nước rồi, sao nước không xuống vậy chứ? Hình như là bị hư mất rồi. Xuống đi, xuống đi, bà hãy nằm xuống ngủ một chút đi. Nhưng mà bà ơi, Ân Hui đâu rồi? Cô bé xinh đẹp hả? Cô bé bỏ đi cũng khá lâu rồi. Dám bỏ chạy trước rồi sao? Nếu vậy thì mình cũng phải trốn về thôi. Con đi đâu vậy? Tính bỏ trốn mà. Dạ, tại vì Ân Hui đã bỏ đi trước rồi. Dạ con cũng không thể chịu nổi nữa đâu. Mục sư không biết đó chứ, chăm sóc bà khó lắm luôn. Chăm sóc bà cụ đó thật sự không hề khó chút nào. Tính tình của bà cụ ấy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thật ra bà cụ rất hiền lành. Do bị chứng mất trí nên hành vi và suy nghĩ của bà giống như một đứa trẻ vậy. Bà ấy thật ra đang chơi đùa với các con, vì bà ấy chưa từng được chơi đùa với bạn bè bao giờ. Bà cụ ấy chưa từng chơi đùa với bạn bè bao giờ sao? Đúng vậy, nguyên nhân là như thế này. Khi bà cụ vẫn còn là một đứa trẻ, vì chiến tranh xảy ra, gia đình bà phải sơ tán từ Pyeongchang đến Seoul. Nhưng thật không may, trong lúc trên đường chạy trốn chiến tranh, bà đã bị lạc mất mẹ của mình. Dễ thương á, xin
kể từ lúc đó, bà cụ ấy đã phải sống mồ côi một mình. Và cũng vì phải đi làm để kiếm sống nên bà đã không thể tới trường để học. Tối hôm qua bà có xem không? Nó không có hay có đúng không? Và lớn lên một chút, bà cụ đã bắt đầu đi bán kim bắp. Tuy hoàn cảnh rất nghèo khó nhưng bà rất tốt bụng, sẵn lòng cho miễn phí những người khó khăn hơn. Bà cụ đã bán kim bắp trong thời gian khoảng 12 năm và đương nhiên bà cũng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng bà đã quyết định, đã tặng số tiền dành dụm của mình để giúp đỡ các học sinh nghèo. Bà cụ không bao giờ muốn khoe khoang sự giàu có của mình và đặc biệt không bao giờ tham lam bất cứ thứ gì. Suốt cả cuộc đời bà ấy luôn sống vì những người nghèo và khó khăn. Trong khi đó thì con lại nói dối để được nhận phần bánh miễn phí. Để vậy vừa rồi con còn nghĩ bà cụ rất xấu tính và khó chịu nữa. Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Con có thể học hỏi từ bà cụ đó và trở thành một cô gái tốt. Tới giờ rồi, ta đi một chút và sẽ quay lại. Bà ơi bà, bà thức dậy rồi sao? Sao con vẫn ở đây vậy? À, tại vì con muốn chờ tới khi bà thức dậy để chào tạm biệt bà đó mà. Và con còn muốn tặng cho bà cái này. Con chào bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con sẽ lại tới thăm bà. Cha đu à. Bà ơi bà. Nè, con giữ nó đi. Con không cần đâu, con đã tặng nó cho bà rồi mà. Nhưng mà ta thật sự muốn con giữ nó, con đừng từ chối nữa. Dạ, như vậy cũng được thưa bà. Con xin cảm ơn bà rất nhiều. Kẹo này thì ngọt và thơm, kẹo này thì ngọt và chua. Mày làm cái gì vậy hả? Mày muốn cái gì chứ? Hả? Thì ra đây là kẹo hả? Mẹ ơi! So